khoa Phúc cầu cứu vì bị Johnny đặng dọa thanh toán. Những ngày gần đây, cuộc chiến giữa YouTuber triệu view khoa Phúc và ông Hoàng Kim Cương Johnny đặng trở nên vô cùng căng thẳng, bởi lẽ cả hai đã dính dáng tới tiền ảo. Cả hai quay sang đấu tố, dùng những lời lẽ nặng nề để nói về nhau, đồng thời xóa hết video, hình ảnh có sự xuất hiện của cả hai, mặc dù trước đây rất thân thiết. Sau nhiều video qua lại, Khoa Phúc đã có đoạn video kéo dài gần một tiếng để nói về những lùm xùm vừa qua. Trong video này, Khoa Phúc trực tiếp gọi Johnny đặng là thánh bú liếm, thằng tiểu nhân, sống quá dơ. Khoa Phúc lên tiếng lý do đầu tư vào tiền ảo của Johnny đặng vì tình anh em, không hề quảng cáo. Anh mong muốn kênh YouTube của mình là kênh review ăn chơi, khám phá thế giới, xây dựng cộng đồng Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là một kênh quảng cáo bị thánh trục lợi. Johnny đặng đã lừa mất 1,5 triệu đô của Khoa Phúc, tương đương gần 35 tỷ đồng, ngay nhà của Vương Phạm. Chính Vương Phạm là người bạn đã giúp Khoa Phúc đi đòi lại số tiền từ Johnny đặng, nhưng thánh bú liếm chơi dơ chỉ muốn trả lại 100.000 đô, còn lại quỵt tiền của Khoa. Nếu muốn đòi lại 1,5 triệu thì Khoa Phúc phải làm một tên lùa gà đồng bào để quảng bá coi của Johnny đặng. Lý do Khoa Phúc không lên tiếng trong một tháng trời là anh quá thất vọng, trầm cảm và không muốn nói đến sự việc này, nhưng Johnny đặng cứ liên tục vu oan anh trên mạng xã hội. Cũng vì để tin đồn không đi quá xa, ảnh hưởng tới danh dự, uy tín cá nhân, Khoa Phúc buộc phải lên tiếng. Khoa Phúc là người ép buộc Johnny đặng xóa hết hình ảnh của mình trên kênh YouTube vì anh không muốn bị Johnny đặng bị lợi dụng hình ảnh nữa. Khoa Phúc còn tiết lộ Johnny đặng bú phêm rapper, ca sĩ ở Mỹ, sự thật là ông thợ kim hoàng này không hề có tiếng nói gì ở Mỹ như mọi người tưởng tượng. Ngay trong chính video mới nhất, Khoa Phúc cũng đã đưa ra thông điệp cầu cứu, từ trong nội dung video cho đến ảnh đại diện. Nếu anh không còn đăng clip trên YouTube nữa có nghĩa anh bị Johnny đặng và mấy anh da đen cho sang thế giới bên kia. Không phải từ một người xa lạ, mà từ một người mình từng nâng đỡ, đầu tư hàng tỷ bạc, bào hết cả danh tiếng và tiền bạc đã đành, mình đã im lặng bỏ qua, giờ còn uy hiếp cả tính mạng mình.